bao dung vị tha, khiêm tốn và nhẫn nhịn. Một, giữ lòng im lặng, đức tính này thể hiện sự kiềm chế và tập trung. Khi giữ lòng im lặng, người ta có thể lắng nghe và suy nghĩ sâu hơn trước khi đưa ra quyết định hoặc hành động. Đây cũng là cách để tránh gây hấn, xung đột với người khác. Hai, khiêm tốn, đức tính khiêm tốn cho thấy sự hiểu biết về giới hạn của bản thân và sẵn lòng chấp nhận những điều tiêu cực mà không tỏ ra kiêu ngạo. Khiêm tốn giúp người khác cảm thấy thoải mái và được tôn trọng hơn. 3. Nhẫn nhịn, đức tính nhẫn nhịn là khả năng chịu đựng và kiên nhẫn trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nhẫn nhịn giúp trở nên mạnh mẽ và kiên định trong mọi tình huống. Hỏi, một số ví dụ về nhân vật chính thể hiện lòng khoan dung trong câu chuyện là gì? Đáp, câu chuyện kể về nhân vật chính phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống nhưng luôn duy trì những đức tính tốt như lòng tốt, sự trung thực và sự đồng cảm. Nhân vật chính thể hiện lòng khoan dung bằng cách lắng nghe người khác với tinh thần cởi mở, chấp nhận sự khác biệt và thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người có thể đã làm sai với họ. Họ cũng không vội kết luận hay đưa ra những đánh giá vội vàng, thay vào đó họ chọn cách hiểu và đồng cảm với quan điểm của người khác. Hỏi, bạn có thể đưa ra một ví dụ về việc lòng kiên nhẫn của nhân vật chính đang bị thử thách trong câu chuyện không? Đáp, một ví dụ về việc tính kiên nhẫn của nhân vật chính đang bị thử thách là khi họ gặp phải một sự trách móc, hiểu lầm, gièm pha, luôn thách thức niềm tin và giá trị của họ. Thay vì phản ứng bốc đồng hoặc xung đột, nhân vật chính giữ bình tĩnh và phản ứng một cách bình tĩnh, kiên nhẫn cố gắng giải hòa im lặng cho qua và tìm ra điểm chung với nhau. Cuối cùng, câu chuyện nhấn mạnh rằng việc trau dồi những phẩm chất này tốt cho sự phát triển cá nhân, sự hòa thuận, đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và bình đẳng, tốt cho một cuộc sống hài hòa, yên bình.